Xin chào tất cả mọi người nha. Thì đọc tiêu đề mọi người cũng biết rồi. Thì trước giờ không, từ khi mới bắt đầu chơi game tới tận ngày hôm nay á, mình khi mà mình chơi đấu hường á, không có nói là bắn boss nha. Ý là không có bắn boss mà ý là kẹp boss ấy, mà bắn full boss ấy mà ăn nhiều hơn 27 kill. Ở đây mình đang nói là 27 mạng người. À, cái video này là trong video này có boss nha. Mình xin nói là video này có boss. Cái video này nè, cái video 27 kill này nè là có boss. Còn cái video mới này của mình á là full 27 người. Tức là từ trước tới giờ mình chơi đấu hường với lại đấu ganh á là mình chưa bao giờ mình ăn được 27 kill mà không dùng adup nha, không có dùng súng tỉa mà trên được 111.000 dam. Mình bất ngờ luôn á mọi người. Chơi xong trận mà mình thật sự mình bất ngờ luôn á. Mình lập kỷ lục mới của bản thân, mình không tin luôn. Trời ơi, 27 kêu toàn là người hết nha. Nhưng mà cái số đam này nè, không dùng adup mà dùng súng trường với lại shotgun thôi. Wow, không cần tem giúp nha, ghép ngẫu nhiên chơi đấu hường 27 kêu người hết. Now you're playing with matches, come out of the ashes on me.
again, only me.